Trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và sử dụng mọi thủ đoạn để có thể vận chuyển ma túy qua biên giới Việt-Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Và tình trạng này thì đang làm mất an ninh trật tự cũng như là an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 từ biên giới. Trước vấn đề này thì ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để có thể ngăn chặn. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi. Đây là 6 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bằng đường sông Sepol, sau đó đi xe ô tô từ Lao Bảo về Đông Hà để trốn cách ly phòng dịch COVID-19. Không chỉ nhập cảnh trái phép, tình trạng buôn bán ma túy cũng diễn ra rất phức tạp. Anh mua số ma túy trên ở đâu? Số lượng bao nhiêu kia? Dạ, ở Lao Bảo. Cái này quán cà phê Sepol, số lượng tạ 9 viên. Từ ngày 18 tháng 3 đến nay, đã có gần 11.000 người từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai. Lực lượng biên phòng đã phát hiện 24 vụ với trên 38 đối tượng nhập cảnh trái phép. Hầu hết trong số này là lao động tự do, không có giấy tờ hợp pháp và trốn tránh việc giám sát cách ly của cơ quan chức năng. Chúng tôi đã bố trí 22 chốt và trên 70 đồng chí để chốt chặn các cái lối mòn biển sông, bố trí 5 tổ cơ động phối hợp với lực lượng công an tỉnh, huyện, thị trấn để tuần tra kiểm soát lưu động, đặc biệt các cái phương tiện từ khu vực biên giới về nội địa. Qua cái trao đổi và nắm tình hình thì là giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước thì cũng thường xuyên điện thoại và trao đổi trực tiếp đối với là những cái chốt của Việt Nam cố định thì bên bàn cũng có cái chốt và phối hợp với nhau làm rất là tốt. Hiện tại trên tuyến biên giới Quảng Trị với nước bạn Lào, lực lượng biên phòng đã thành lập 84 chốt cố định, trên 20 tổ cơ động với hơn 340 cán bộ chiến sĩ. Mặc dù ở các chốt còn nhiều khó khăn gian khổ và thiếu thốn, nhưng với tinh thần của người lính nơi biên cương, các chiến sĩ biên phòng vẫn luôn vững vàng bảo vệ an ninh trật tự cũng như sớm đẩy lùi khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.